Chào mừng mọi người đã đến với buổi quay thử xổ số miền Nam hôm nay, thứ bảy ngày 30 tháng 11 năm 2024. Chúc mọi người một ngày mới phát tài phát lộc. Mọi người xem kênh hãy nhớ like, chia sẻ, đăng ký để ủng hộ cho kênh. Giải 8 thành phố 35, giải 8 Long An 07, giải 8 Bình Phước 93, giải 8 Hậu Giang 50 và bao gồm các giải 7, giải 6, giải 5, giải 4, giải 3, giải 2, giải nhất và giải đặc biệt. Mời mọi người tiếp tục theo dõi buổi quay thử xổ số miền Nam hôm nay.
giải đặc biệt thành phố 265753, giải đặc biệt Long An 872536, giải đặc biệt Bình Phước 772686, giải đặc biệt Hậu Giang 577347. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những buổi quay thử xổ số miền Nam lần sau.